Bên này là hố sâu nguy hiểm. Cách đó không xa lại có 3 tấm bảng với nội dung tương tự. Thậm chí người ta còn để cả cành cây, bao cát tại những vị trí này để cảnh báo. Không phải chuyện ở đâu xa xôi, con đường với đầy rẫy ổ gà này cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh vài cây số và nằm trên địa bàn tại một quận có thể nói là đẹp nhất nhì thành phố. Đường 14 ở phường Tân Phong, quận 7 chỉ dài khoảng 200m, nhưng có rất nhiều tấm bảng cảnh báo được dựng lên tạm bợ. Với nhiều người, mỗi lần đi qua con đường này là một thử thách vì chi chít ổ gà, ổ voi chờ chực người sập bẫy. Đã có rất nhiều trường hợp bị té ngã khi đi qua đoạn đường này. Nhỏ này nè, là không biết lý do làm sao, tự nhiên cái rầm cái rồi trời nó té, chảy máu lết nguyên chân luôn. Nhìn lại là do cái chỗ này, mới vừa dìu nó dẫn vô. Cái xe ôm ráp nữa hay là Gojek gì đã quên rồi, cũng chở khách nữa, cũng tới đó, cũng ré, nhưng mà đó là thanh niên, nhưng mà nó té nó đỡ được. Đó là hai vụ xảy ra liền ngay tại đây nè. Thì riêng bé đó chảy máu rất là nhiều. Tất nhiên vì ở quận 7 nên con đường này có rất nhiều người qua lại mỗi ngày. Khi trời nắng thì khổ sở vì bụi, trời mưa thì lại khổ vì ngập nước. Nhiều người buôn bán ở cạnh con đường này cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Cả hơn năm rồi, mà mới giờ nó bị ít thôi. Trong vá giờ là bị nhiều. Hồi đó là bị nhỏ nhỏ trong cái đi vá xi măng này đó. Giờ xong nước ngập nó bị nhiều hơn năm nay rồi. Thôi giờ nó dựng này nữa. Giờ dựng cái bảng nó biết chứ trong khuya nhóc rồi, em đi vô trong đi. Khổ còn khổ voi này. Nhưng mà đi không biết té đâu, nước ngập cái mùa nước ngập nước chiều cường lên nè. Nó ngập hết cái đường này đi không biết đâu biết đồ gà đâu là đi té. Giờ nó cứ để cái bảng này đây. Con đường này hồi xưa nó đẹp lắm mà bây giờ thấy càng ngày nó càng xuống cấp, càng ngày càng tệ. Mà hiện nay trường hợp mà đổ đá đất cái kiểu này á rất là dễ bị té. Nếu mà thắng chạy nhanh thắng gấp là bảo đảm hết trơn, té hết liền. Chắc chắn luôn. Đó, thành thử là cố gắng tranh thủ làm lợi càng sớm càng tốt. Nhiều người sinh sống ở đây cho biết đường này thường xuyên có các loại xe tải đi vào nên càng xuống cấp trầm trọng hơn. Nhiều người đã gọi điện đến tổng đài 1022 của thành phố Hồ Chí Minh để phản ánh với cơ quan chức năng nhưng chưa thấy phương án giải quyết triệt để. Trong lúc chờ cơ quan chức năng có phương án cải tạo sửa chữa thì người dân chỉ có thể dựa vào kỹ năng điều khiển phương tiện của mình để an toàn vượt qua địa hình nhiều ổ gà, ổ voi trên đường.